Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món canh từ măng. Đó là mình sẽ nấu canh măng nấu với xương heo nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị là 300g xương heo và khoảng 150g thịt ba chỉ. Để mình nấu cái món này thì mình đã để cho nó được thơm ngon và nó không bị váng, thì mình đã trụng qua cái xương và cái thịt này qua nước sôi. Nếu mà các bạn nấu nước sôi các bạn trụng thì mình trụng qua khoảng 2-3 lần để nó hết cái váng và cái mùi hôi nhé. Mình cho thêm một chút xíu muối. Măng thì mình mua về mình rửa sạch, mình sơ chế sạch đi. Nếu kỹ thì mình có thể luộc lại rồi mình cắt khúc vừa ăn. Hành tím. Món canh măng này thì rất là hấp dẫn, cả nhà ăn cơm rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Mình sẽ cho nồi lên bếp. Cho khoảng 4 muỗng dầu, 4 muỗng 4 thìa canh dầu ăn. Cho hành tím vào mình xin. Ở đây thì mình cho thêm thịt ba chỉ làm nhằm để cho món canh của mình nó được béo hơn. Và cái mỡ của cái thịt ba chỉ nó ra thì ăn cũng rất là ngon, nó làm mềm cái măng ấy. Bây giờ mình sẽ lên một chút gia vị để cho nó ngấm. Cái xương của mình nó thật là ngấm gia vị nhé. Sau khi mà cái xương của mình xào nó đã ngấm gia vị rồi thì mình sẽ cho cái phần măng này vào mình xào luôn nhé, để cho cái măng của mình nó ngấm gia vị. Xào cho cái măng của mình nó ngấm gia vị được khoảng 5 phút thì bây giờ mình sẽ đảo qua lại một lần nữa. Và mình xào như vậy thì cái măng của mình nó sẽ ngấm gia vị và nó sẽ mềm hơn, ngấm ăn nó sẽ ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào mình đun nhé. Bạn cứ đổ nước qua xương sắc mặt là măng và thịt là được. Đối với món canh măng này thì mình sẽ đun thật là lâu, đun để các bạn đun đến khi nào mà thịt mềm, xương cái thịt ba chỉ này mình nó mềm, nó có thể mềm chín mềm luôn là được. Đây mình đổ nhiều nước một xíu để mình đun để nó cạn đi dần từ từ nhé. Mình đun khi nào sôi thì mình sẽ hớt bọt đi nhé. Mình trong quá trình mà mình đun canh
canh măng này thì khi nào mà có cái bọt ở xung quanh này thì các bạn nhớ là mình hớt đi nhé, mình hớt cái bọt này đi nhé, tại vì cái xương và thịt mình đã trụng sẵn rồi nên là nó cũng không có bọt nhiều. Còn nếu mà mình không trụng cái xương qua rồi mình hãy nấu á, thì cái xương của mình á nó sẽ còn rất là nhiều cái dơ hoặc là cái máu thừa trong xương nó ra, và cái bọt này nó sẽ rất là nhiều, và mình không hớt đi thì ăn nó sẽ không ngon, nó có cái mùi gây của xương các bạn, nó không sẽ không được thơm ngon. Nhưng mà nếu mà mình trụng rồi mà nó vẫn còn thì mình nhớ hớt đi nhé, mình cứ đun như vậy cho đến khi nhừ, và mình sẽ nêm nếm lại nhé. Mình đun cũng được khoảng 15 phút rồi, bây giờ thì mình sẽ xem canh của mình được chưa nhé. Các bạn nêm nếm lại để cho vừa cái với khẩu vị nhé. Canh của mình cũng khá vừa rồi, mình sẽ cho thêm một chút xíu đường thôi. Nãy mình chưa có cho đường, mình cho một chút xíu thôi. Mình là người Bắc nhưng mà theo mình nghĩ thì không phải là người Bắc không thích ăn khẩu vị ngọt mà là không ngọt quá thôi. Mình mình sử dụng đường trong nấu ăn rất là nhiều, và mình thấy là ngày trước mình cũng không dùng đường, nhưng mà mình thấy là dùng đường thì cái vị của đồ ăn của mình nó sẽ ngon hơn, cái vị là nó đậm đà mà nó không bị nó ngọt mà nó không bị gắt đâu các bạn. Chủ yếu là mình nêm bao nhiêu thôi, này rất là vừa rồi. Măng, đối với món canh măng này thì các bạn nếu thích cho ớt để nó hơi cay cay một chút thì mình chỉ nên cho một trái thôi nhé. Tại vì đặc điểm của cái món canh măng này là nếu mà mình cho ớt vào măng á, thì nó rất là cay. Bình thường đối với những cái đồ ăn khác thì mình cho ớt thoải mái, nhưng mà cứ măng này mà mình mà cho nhiều ớt thì nó rất là cay, không hiểu tại sao. Thịt của mình cũng gần được rồi các bạn, mình nấu nhừ một chút. Món này, đối với món này thì mình nấu cái thịt nó nhừ thì ăn thì nó lại càng béo càng ngon. Đây là tô canh măng mà mình vừa nấu xong. Mình có cho thêm một chút hành lá lên trên. Măng thịt thì nó đã chín mềm, măng cũng mềm và ngấm gia vị nhé. Ở cái món canh măng này thì mình phải xào măng và thịt sao để cho măng và thịt ngấm đều gia vị, thì lúc mình nấu canh thì cái măng của mình lúc nấu xong thì rất là ngon, không bị váng. Vì mình phải trụng kỹ cái xương và thịt nhé, để canh của mình không bị váng, và ăn thì cũng béo béo ngậy nhưng mà không ngán, vì nó có măng. Và với món canh này thì rất thích hợp cho mùa mưa. Mùa này cũng đang mùa măng nên là các bạn tranh thủ làm nhé. Có những cái măng rất là ngon, và mùa thì nó sẽ ngon hơn, và người ta lấy nó tươi thì nó sẽ không có chất bảo quản. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Hy vọng là với món canh măng nấu xương này của mình thì đã thêm vào thực đơn của gia đình một món ngon nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.